danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ là vàng, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây là vàng, con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm, con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi. Dù tìm sao mãi, con vẫn đơn côi xa quá trùng khơi. Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ La Vang. Ngày thứ nhất, lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng tin cậy vững vàng. Mẹ đầy lòng nhân từ lớn ai, mẹ thương hết mọi người như con cái mẹ vậy. Muốn chứng tỏ lòng mẹ nhân từ hay thương, mẹ đã chọn thành nọ xứ kia trong các nước thiên hạ làm nơi riêng của mẹ, để ban bố mọi ơn cho những kẻ đến cầu khẩn cùng mẹ. Tuy nước Việt Nam này nhỏ hẹp, số giáo dân còn ít ỏi, song mẹ rất nhân từ khoan hậu, đã chọn chúng La Vang làm chúng riêng mẹ, để ban phát mọi ơn phước cho con cái Việt Nam được nhờ. Ôi một sự này đã làm cho con đứt lòng trong cậy vững vàng. Mẹ đã thương con sẽ nhận lời con và sẽ ban ơn lành theo ý con cầu khẩn cùng mẹ. Xin mẹ cho con được thấu hiểu lòng mẹ thương con chi thiết là ngần nào. Con xin thật trừ ra Đức Chúa Trời là nguồn mạch tình thương vô cùng, thì chẳng có ai thương con cho bằng mẹ. Xin mẹ ban ơn cho con được lòng triều mến mẹ cho tận tình con thảo. Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến cầu khẩn cùng mẹ một ơn riêng. Trong tuần Cửu Nhật này, xin mẹ giúp con được thêm lòng trông cậy vững vàng, được biết đàn cầu nguyện sốt sắng cho đang mẹ nhận lời con kêu xin. Nhân danh Chúa Giêsu là con yêu dấu của mẹ, xin mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như Cha trị trên, như Cha thể hiện gì đó cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa thiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Hãy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ Đức Nhân Từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từ nghe con người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhâm lại. Nhân vì xưa ấy con lấy lòng trong cây thang gian cài đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin che bỏ lời con cứu xin một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ La Vang, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây sẽ bình an. Nhìn về xa xăm, con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi. Dù tìm sao mãi, con vẫn đơn côi xa quá trùng khơi. Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ La Vang. Ngày thứ hai, lạy Đức Mẹ La Vang, khắp nước này nhiều nơi phồn thịnh,
nhiều chỗ thắng cánh, sông mẹ chẳng chọn mà chọn chốn La Vang là nơi rừng rú thanh u tĩnh mịch. Chẳng khác nào mẹ tỏ ý cho con được biết rằng, muốn cho mẹ nhận lời con cầu nguyện, con phải xa lánh sự xôn xao trần tục, sự kiêu hãnh phô trương thôi đời, và phải ở cùng mẹ tận tình thiết ai, phải thở than cùng mẹ cho thân mật thâm trầm. Khác nào như tìm đến khẩn cầu cùng mẹ nơi thanh văn, bày tỏ riêng tư cùng mẹ mỗi nỗi âu lo, mỗi cơn túng ngặt, xứng tình con thảo trong cõi mẹ lành. Ôi muôn vàng thánh nam nữ xưa nay hàng ở tận tình chi thiết cùng mẹ là ngần nào, và bởi đó được mẹ thương yêu cùng xuống muôn ơn lành là thế nào. Con xin thật mẹ cũng thương con vô ngần, bởi lòng thương ai mẹ muốn con, bởi lòng thương ai mẹ muốn cho con lấy hết tình con thảo mà tin cậy triều mến mẹ, chạy đến cùng mẹ mỗi lúc gian nan, song mẹ biết rõ lòng con ơ hờ lãnh đảm với mẹ là ngần nào. Cuối xin mẹ ban ơn cho con được lòng triều mến trong cậy mẹ luôn, để con càng ở tận tình tận nghĩa với mẹ bao nhiêu thì được nhờ các ơn mẹ bấy nhiêu. Lạy Đức Mẹ La Vang là mẹ rất nhân từ lớn ai, con tin thật mẹ sẵn lòng nghe lời con khẩn nguyện và ban cho con được ơn con xin cùng mẹ trong tuần này. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu mẹ, xin mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha trị trên, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin Cha để chúng con sa thiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Hãy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từ nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhâm lại. Nhân vì xưa ấy con lấy lòng trong cây tháng gian cài đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin che bỏ lời con cứu xin một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang xin cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ La Vang tay nắm tay mang con cái Việt Nam xa quê ngàn trùng tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây La Vang con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi, dù tìm sao mai con vẫn đơn côi xa quá trùng khơi. Tình cũ nhật Đức Mẹ La Vang ngày thứ ba. Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa giao hữu này phải cơn bắc bơ chém giết tàn hại, nhiều kẻ trốn đến ẩn nao nơi rừng núi La Vang, đêm ngày ai nái lo buồn sợ hãi kêu đến cùng mẹ. Mẹ đã động tình thương xót hiện đến an ủi cứu giúp mọi người phần hồn phần xác và chữa lành mọi cơn đau ốm bệnh hoạn. Sự ấy đã nên tan chứng rõ ràng lòng mẹ rất nhân từ lớn ai hay thương là thế nào. Ôi chớ chi con được lòng sốt sắng cậy trông kêu đến cùng mẹ như những người thở ấy, chớ chi con được phúc mẹ đến viếng thăm con an ủi con và ban cho con ơn con xin cùng mẹ bây giờ. Lạy Đức Mẹ La Vang là đứng hay yên ủi kẻ âu lo, là mẹ hằng phù hộ các giáo hữu,
kìa ma quỷ thế gian xác thịt cùng muôn vàn sự khốn khổ tai hại phần xác phần hồn đang quay phủ con tư bề. Ôi con hết lòng trông cậy chạy đến cùng mẹ, con tin thật mẹ cũng thương con như đã thương những người thuở ấy. Mẹ sẵn lòng ban ơn cho con như đã rộng tay ban mọi ơn phúc cho những kẻ ấy. Ôi con hết lòng này xin ơn mẹ, xưa nay chưa từng nghe ai chạy đến kêu xin cùng mẹ, mà mẹ từ bỏ chẳng những lời. Lạy mẹ rất bao dung, lạy nữ vương rất chính hiển, lạy mẹ Đức Chúa Trời. Xin mẹ cha từ bỏ con, một xin rủ lòng thương mà nhận lời con kêu xin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con rất yêu dấu mẹ, xin mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, Đức cha trị trên như cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cha để chúng con xa thiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Hãy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từ nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhâm lại. Nhân vì xưa ấy con lấy lòng trong cây thang gian chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin che bỏ lời con cứu xin, một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ La Vang, tay nắm tay mang con cái Việt Nam, xa quê ngàn trùng tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây La Vang, con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi, dù tìm sao mai con vẫn đơn côi xa quá. Ngày thứ tư tuần cửu nhật Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang, từ ngày mẹ hiển đến cùng chọn chốn La Vang làm nơi riêng, mẹ cho đến nay đã ban phát vô số ơn lành cho kẻ đến kêu xin với mẹ. Bất luận kẻ giao người lương, hãy ai thật lòng kêu xin thì mẹ sẵn lòng giúp đỡ. Chẳng những là các kẻ đến cầu khẩn tại La Vang, mà lại những người vì xa xôi, vì ốm liệt hoặc vì ngăn trở nào khác mà chẳng đến được, chỉ một lòng trông cậy kêu đến mẹ La Vang, tất cả đều được ơn mẹ cứu chữa. Ôi có lẽ nào một mình con vô phước mà chẳng nhờ ơn mẹ sao? Mẹ thấy ai mắc vào vòng lao lý gian trưng, mẹ đều rộng tình thương xót. Có lẽ nào mẹ thấy con đang khốn khó kêu van mà mẹ đành từ bỏ. Lạy Đức Mẹ La Vang, con xin thật vốn ơ hờ ngủi lạnh, tội tình khốn khổ chẳng đáng cho mẹ thương mến. Song lại mẹ từ bi nhân hậu, con dám thưa cùng mẹ rằng ai đang cho mẹ đem lòng thương xót hơn chẳng phải là kẻ khốn nạn hơn sao? Lại thương kẻ chẳng đáng thương thì lòng thương ấy càng rạng rỡ. Ôi sự con chẳng đáng thương đã không làm cho con nản chí ngã lòng, lại càng làm cho con thêm lòng trông cậy sẽ được ơn mẹ thương đôi mà thôi. Xin mẹ hãy làm cho thế gian bỡ ngỡ, cho thần thánh quan hô khen ngợi là hôm nay mẹ Đức Chúa Trời cao sang vinh hiển đã tối thương nhận lời kẻ hèn mọn này kêu xin. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu mẹ, xin mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như Cha trị trên, như Cha thể hiện di đó cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa thiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đại Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chia từ nghe con người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhâm lời. Nhưng vì xưa ấy con lấy lòng trong cây thang gian cây đến sập mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin che bỏ lời con cư xin một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Nguyên danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đức Mẹ La Vang, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây. Sẽ bình an. Nhìn về xa xăm, con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi. Dù tìm sao mãi, con vẫn đơn côi xa quá trùng khơi. Ngày thứ năm, tình cũ nhật, Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa nay từ Nam chi Bắc nhờ ơn mẹ, biết bao nhiêu người ngủi lạnh đã nên sốt sắng, bao nhiêu người xa đàn tội lỗi được ơn trở lại, bao nhiêu người bối rối âu lo phần hồn, buồn phiền diệt gia đạo hoặc lo sợ nổi sinh nhai, đã được ơn mẹ gỡ rối ủi an giúp đỡ. Nhiều kẻ không con cầu xin đến mẹ thì đã được như ý sở cầu, nhiều kẻ ốm đau bệnh hoạn đã được lành mạnh cùng muôn vàn ơn khác kể chẳng xiết. Ôi con xin thật, mẹ rất có thần thế trước tòa Chúa, vì dầu các thánh xưa nay về đàn nhân đức, về nẻo trọn lành còn kém xa mẹ muôn trùng, mà cũng được thế lớn trước tòa Chúa, làm được nhiều phép lạ, chuyển cầu được nhiều ơn cho kẻ khác nhờ. Huống chi mẹ rất trọn lành chi thanh, đẹp lòng Chúa mỗi đàn, ắt quyền thế mẹ lớn lao là dường nào. Con tin thật Chúa đã phu giao mọi ơn Chúa trong tay mẹ. Mẹ muốn phân phát cho ai khi nào, những ơn nào thì mặc theo ý mẹ. Muôn ơn lành mẹ ban xuống xưa nay tại chốn La Vang, đủ làm chứng sự ấy. Lại tỏ bài cho con được biết mẹ có lòng thương xót con cái Việt Nam là ngần nào. Lạy Đức Mẹ La Vang là đứng cầm quyền phân phát mọi ơn Chúa, nay con hết lòng trông cậy chạy đến cầu khẩn cùng mẹ. Con ngửa mặt giơ tay lên cầu cứu cùng mẹ, lại mẹ rất nhân từ lân ai. Dưới Đức Chúa Trời con chỉ trông cậy một mình mẹ, nếu mẹ từ bỏ con thì con biết chạy đến cùng ai. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu mẹ, xin mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như Cha trị trên, như Cha thể hiện di đó cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa thiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Đại Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ đất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chia từ nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhân lại. Nhân vì xưa ấy con lấy lòng trong cây tháng gian chạy đến sập mình xuống dưới chân Đức Mẹ. Là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai mẹ là mẹ Chúa Cứu Thế, xin che bỏ lời con cư xin một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ La Vang, tay nắm tay mang con cái Việt Nam, xa quê ngàn trùng tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây La Vang, con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi, dù tìm sao mai con ngày thứ sáu tuần cũ nhật Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang đã lẫy lừng khắp cả nước này cùng vang dội nhiều nơi xa lạ. Đức Mẹ La Vang ấy thật là tên rất êm ai dịu ngọt, có sức an ủi kẻ âu lo, khiêu gợi lòng trong cậy là nhóm lên ngọn lửa yêu mến nồng cháy. Vừa nghe đến tên Đức Mẹ La Vang thì lòng ai nấy vui mừng hân hở. Nhưng nhìn thấy trước mặt một mẹ rất nhân lành khoan hậu, một mẹ đầy sự yêu thương chi tiết, một mẹ quyền thế vô song, một mẹ hay làm phép lạ cứu người, con tin thật Chúa đã nắn đúc lòng mẹ đầy tình thương xót. Khi thấy ai mắc vòng khôn khó gian truân, xưa khi mẹ còn sống ở đời, mẹ đã từng thấy mọi nỗi gian nan khôn khó, mẹ đã rộng lòng thương xót, đã thi ân giúp đỡ cứu vớt mọi người. Nay mẹ ở trên trời hưởng muôn phần vinh phước thanh nhàn, xin mẹ đối đến con đang lâm nguy giữa chốn trần ai khổ nạn. Lại mẹ rất đang mến thương, nếu con cản trông cậy mẹ thì biết trông cậy vào ai. Như con đít kia đòi mẹ nó càng thấy mẹ nó xua nó ra thì càng khóc la tràn vào lòng mẹ nó. Và xa hết mẹ ẵm con vào lòng tỏ tình thương yêu chí thiết. Lạy Đức Mẹ, con cũng một lòng trông cậy như vậy. Càng thấy mẹ như từ rẫy lời con kêu vang thì con càng gắn bó xin nài, và tin chắc cuối cùng mẹ sẽ thương xót nhận lời con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin chớ để lòng con trông cậy mẹ ra luôn công vô ích. Maria, mẹ nhân lành, xin mẹ thương con cùng. Nhân danh Chúa Giêsu là con yêu dấu mẹ, xin mẹ nhận lời con cẩn nguyện. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha trị trên, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa thiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đại Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chia từ nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhâm lại. Nhân vì xưa ấy con lấy lòng trong cây tháng gian cài đến sập mình xuống dưới chân Đức Mẹ. Là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai mẹ là mẹ Chúa Cứu Thế, xin che bỏ lời con cứ xin một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con.
Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Nguyện danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ La Vang, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây, La Vang, con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm, con vẫn băn khoăn, khi chiều buồn rơi. Dù tìm sao mai, con vẫn đơn côi, xa quá trùng khơi. Ngày thứ bảy, tình cũ nhật kính Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang, mẹ đã tỏ lòng thương yêu chi thiết mà chọn chúng La Vang để ban bố mọi ân lành cho con dân Việt Nam, chẳng từ bỏ ai. Những cỏ cây đá gạch, nước suối ở quanh đền thánh La Vang là những vật hẹn sống bởi lòng mẹ thương yêu con cái nhiều phen. Mẹ đã thông cho các vật ấy một sức thần diệu chữa các tật nguyền bệnh hoạn. Ấy là mẹ có ý cho con hiểu biết rằng các vật hèn dưới chân mẹ có chút hơi hương thuộc về mẹ, mà mẹ còn được sức nhiễm màu như vậy thì chính mẹ là mẹ, chính Đức Chúa Trời là nữ vương trên trời dưới đất. Mẹ có quyền phép lá lùng biết là ngần nào. Ôi mẹ cao sang khôn quý, mẹ quyền thế vô ngần, dưới Đức Chúa Trời chẳng có ai quay quyền phép tắc cho bằng mẹ. Mẹ muốn thế nào thì nên thế ấy. Sự ấy càng hối thúc con trong cái mẹ. Con xin hiệp cùng thần thánh trên trời và mọi người lành như thế mà chúc tụng ngợi khen mà hát mừng quyền phép là. Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trong cái chạy đến, xin nhờ quyền thế phép tắc mẹ. Người mẹ kia thấy đứa con nào ốm yếu đau thương hoặc lâm rủi ro tai nạn thì động lòng thương xót, an ủi săn sóc nó hơn các con khác. Huống chi Đức Mẹ là mẹ rất nhân từ khoan hậu, có lòng thương con hơn mẹ thế gian, thương con mình mỗi phần. Nay mẹ thấy con u sầu cất tiếng kêu vang tên, mẹ lẽ nào mẹ chẳng chảnh lòng thương đối con sao? Con tin thật mẹ đã nghe tiếng con kêu xin. Mẹ đang ngó nhìn con cách thống thiết, mẹ đang sẵn sàng ban ơn xuống cho con. Ôi Maria, mẹ nhân lành, con trông cậy một mình mẹ. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con mẹ yêu dấu, xin mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha trị trên, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa thiết cám dỗ, nghiên cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Hãy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từ nghe con người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhâm lại. Nhưng vì xưa ấy con lấy lòng trong cây thang gian chạy đến sập mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai mẹ là mẹ chúa cứu thế, xin che bỏ lời con cứu xin một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Nguyện danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ La Vang, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây, La Vang, con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm, con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi. Dù tìm sao mai, con vẫn đơn côi.
Ngày thứ tám tuần củ nhật kính Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Mẹ hãy chứng tỏ Mẹ đã chọn chúng La Vang làm chúng riêng Mẹ để ban bố mọi ơn phước. Mẹ có lòng thương yêu cõi nước này cách riêng và Mẹ chẳng hề từ bỏ ai trong cậy cầu khẩn với Mẹ bao giờ. Lại Mẹ nếu Mẹ chẳng ban ơn cho con, ác con có lẽ nghi ngờ rằng Mẹ đã bỏ chốn La Vang, Mẹ chẳng còn nhận lời kẻ chạy đến kêu xin cùng Mẹ. Ôi có lẽ nào Mẹ để con và ai nấy nghi ngờ thế ấy sao? Có lẽ nào Mẹ để cho danh tiếng Đức Mẹ La Vang đã lừng lẫy xưa nay dài ra như chẳng còn linh ứng nữa sao? Có lẽ nào Mẹ để con phải thẹn thuồng xấu hổ vì đã cậy trông Mẹ uổng công vô ích sao? Xưa bà ngoại giáo Cananea chạy theo Đức Chúa Giêsu đã mấy lần kêu vang này xin Chúa Giêsu thương chữa cho con mình lành đã, song Chúa Giêsu dường như chẳng thèm ngó lại và sao hết đã chối hẳn không làm phép lạ cho kẻ ngoại giao. Bây giờ bà ấy thưa rằng đã hay Chúa dành để các ơn lạ cho con cái Chúa là dân Do Thái, phần con là kẻ ngoại giao chẳng đáng nhờ ơn Chúa. Xong lại Chúa loài hèn súc vật cũng nhờ được hạt cơm rơi dưới bàn chủ nó. Đức Chúa Giêsu liền dừng chân đứng lại khen đức tin bà ấy và phán rằng bởi bà có lòng tin làm vậy thì ta ban cho con bà được lành đã. Ôi lại Đức Mẹ La Vang, dầu con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đang cho Mẹ thương đến như các con hiếu thảo của Mẹ. Xong lại Mẹ rất nhân từ, con dám xin cùng Mẹ cho con được nhờ hộp cơm rơi, nhờ chút phước dư của Mẹ. Ôi chớ chi con được nghe lời Mẹ phán cùng con, như lời của Chúa đã phán xưa cùng bà Cananea rằng, bởi con có lòng tin cậy Mẹ, thì Mẹ ban cho con như ý con xin. Ôi Mẹ dấu yêu, con tin lòng Mẹ, con trông cậy Mẹ, xin Mẹ phán một lời thì con sẽ được vui mừng thỏa chí. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha trị trên, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin Cha để chúng con xa thiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Hãy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chia từ nghe con người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhân lại. Nhân vì xưa ấy con lấy lòng trong cây tháng gian chạy đến sắc mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin che bỏ lời con cứu xin một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mẹ La Vang tay nắm tay mang con cái Việt Nam xa quê ngàn trùng tha phương mịt mùng, hãy về nơi đây La Vang con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi, dù tìm sao mà ngày thứ chín tuần củ nhật kính Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang, hôm nay là ngày cuối tuần củ nhật, con hết lòng tha thiết này xin Mẹ và kêu đến lòng nhân từ Mẹ, xin Mẹ ban ơn cho con xin cùng Mẹ.
Ôi mẹ thấy rõ ràng con trông cậy mẹ là ngần nào. Mẹ muốn cứu giúp con thì chẳng có khó gì. Xin mẹ hãy phán một lời thì con sẽ được thỏa lòng ao ước. Con trông cậy một mình mẹ. Nếu mẹ làm ngơ, ngảnh hoặc thì con sẽ ngả lòng trông cậy chẳng biết chạy đến cùng ai, nhờ ai chuyển cầu cho con được nữa. Maria mẹ ơi, con tràn vào lòng mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang là chính sự trông cậy lòng con. Mấy ngày này, mỗi lần con chạy đến cùng mẹ, thì lòng con đầy sự trông cậy vững vàng, sẽ được ơn mẹ ủi an, nhận lời. Có lẽ nào hôm nay cuối tuần cũ nhật, mẹ đành để con ra về buồn phiền hổ thẹn, vì chẳng được mẹ thương đôi nhận lời sao? Mẹ ơi, nỡ nào mẹ chối bỏ lời con cho đành sao? Lạy Đức Mẹ La Vang, con tin thật mẹ đang quay nhìn con cách dấu yêu chi thiết. Tỏ vẻ vui lòng vì thấy con có lòng tin mẹ như con hiếu thảo vậy. Con chắc mẹ đã nhận lời con khẩn nguyện, mẹ đã ban ơn cho con kêu xin cùng mẹ. Hay là ơn nào khác, mẹ biết cần kiếp cho con hơn, hữu ích hơn và quý trọng hơn. Lạy mẹ, lòng con khấp khởi nửa mừng nửa sợ. Mừng vì biết mẹ động lòng thương xót, biết mẹ quyền thế vô song, biết lời con cầu nguyện đã thấu đến tòa mẹ. Song con lại sợ lòng con yếu đuối, chưa tin cậy lòng nhân từ phép tắc mẹ cho đủ, chưa cầu nguyện cho tận tình tha thiết. Lạy mẹ xin che chấp sự con yếu đuối lỗi lầm, và xin mẹ ban ơn cho con được thêm lòng trìu mến cậy trông mẹ, sốt sắng khẩn cầu cùng mẹ cho đến mãn đời. Lạy mẹ dấu yêu, lạy mẹ nhân lành, lạy mẹ La Vang, con hết lòng này xin mẹ một lần nữa. Xin mẹ ban cho con ơn con xin cùng mẹ bây giờ. Ôi con níu lấy mẹ, chẳng muốn buông ra cho đến khi mẹ chúc lành xuống phước cho con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu mẹ. Cậy vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, cậy vì các sự thương khó mẹ đã chịu, cậy vì lòng mẹ hay thương xót vô ngần, nhân danh mẹ và mẹ La Vang hay làm phép lạ. Xin mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đức Cha trị trên, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin Cha để chúng con xa thiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đại Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từ nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bảo chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhâm lại. Nhân vì xưa ấy con lấy lòng trông cậy than gian cậy đến sập mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Ai mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin che bỏ lời con cứu xin một vũ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ave, đây Mẹ La Vang, tay nắm tay mang.